Không có anh này là cái gỗ cháy rồi mọi người. Đốt cái Đó, nến mũ á. mọi người hãy hãy mọi người hãy Nè mọi người thấy không? Là mình phải tỉnh táo. Rồi, xem này. Bỏ luôn đi đấy. Đưa nước này. Che mở tất cả mọi người bây giờ cái ly này. Ta sẽ cho mọi người xem này. Đâu? Nè. Cái ly bằng nhựa như này. Nước đổ nè. Thử nước tùm lum nha. Con cốc này mình xẻ xíu đi cũng giúp vậy ha. Nguy hiểm. Bỏ đi. Nói nhiều lần lắm rồi cũng nhớ nhiều. Đổ tầm bảy tầm bạ mấy cái nến này nó tàn là này nhắc mọi người kìa. Ăn uống xong là vứt nước. Ăn uống xong rồi vứt gác đây luôn, bó tay luôn. Vậy hiểu không? Gác đem cũng được nữa. Gom hết đây, gom hết đây. Anh này gom hết luôn mọi người. Người tay chân gom lại đi anh em. Biết là làm mình thấy không được luôn á. Ba cái nến mũ nó chảy ra rồi nó lan á. Lan á. Đúng rồi, nó mọi người đến mỗi người một ý thức mọi người. Sao mà bây giờ nó cái chiếu này nó chảy luôn. Thấy nước nhẹ mấy luôn anh. Nên là mọi người phải tình làm anh em YouTube bên đây là quay quay với cũng bảo vệ ha. Là cái gì không phải là mình nghĩ mà mình thấy cái gì nó hợp lý mình làm. Anh này anh dọn à. Khán giả uống nước xong rồi những cái đồ ấy là đừng đừng em nhận mấy cô chú là về uống nước xong nha. Đây là đây có hai chai ấy. Phần lớn là mấy cô chú là về cấp thầy là có kết quả thì cũng coi người ta rồi. Mình mua mấy chai cho cha đi. Đây nè, ngon. Nè nè. Bỏ cho nó gọn đi. Rất là ý thức giùm mọi người. Nhét cho cây chuối cái gì nữa cả nhà. Cái chuối gì? Nhét cái cục gác cây chuối bó tay luôn. Banh banh ra nhét các bạn ơi. Mọi người thấy không? Đó. Quá trời luôn. Thấy từng bậy bạ quá à. Dọn luôn mà. Có chỗ để mình bỏ mà cả nhà. Chung là mỗi người một ý thức nha mọi người. Đúng rồi, mà đừng cái đây chút cây mà dục gác cái đây nhìn thấy cực cục không mọi người. Đúng rồi, đừng dục đây mình chảnh luôn. Bên kia còn chút xíu thôi nhiêu mình lên đó còn có chút xíu là mình được rồi. Đâu có ai dọn ở đây đâu. Bởi vậy. Mấy cái nến mọi người mình nên bớt đốt mấy cái nến đi nha mọi người. Hồi nãy không coi sớm là nó ấy lộn lỗ rồi đó. Mọi người thấy cái mấy cái điểm đen này không? Nha. Thấy chưa? Nó cháy. Mọi người thấy không? Đó. Đừng có đốt nến nó lan ra cái là cái cốc ngày mai còn là cái chỉ còn là kỷ niệm luôn á. Đốt chầm có cái dĩ thì nó an toàn. Để mấy cái có bánh bía nè, trái cây. Ừ, thầy đâu có ăn bánh bía đâu nè. Bó tay luôn. Bánh bía nó có nhân mà. Đúng không? Có trứng mà. Mà thầy đâu có ăn bánh bía đâu. Bánh bía nó có trứng mà sao mà ăn được. Ờ, anh cũng lại định lễ thầy nè. Giờ này cũng 11 giờ bắn ha. Cấp giờ này nước nó chảy tùm lum thì nước tùm lum hết trơn mọi người thấy nè, nè coi nè. Rồi nè, cái này mọi người. Trời ai đổ nước. Mà ai đổ nước kỳ vậy trời. Trong này dưới này có chị rồi đúng không? Ờ. Tự nhiên mình để nước đổ có nước. Có anh em mình dưới này thì mày làm gì cốc cái này mà. Làm ghét rồi mình thấy không được rồi. Không được gì hết. Ở Minh Thịnh cũng nói rồi, nói nhiều lần cái rồi. Cái đi. Nước không à, để cho khô, kéo ra ra đi. Mình ý thức xíu đi, Thịnh nói nhiều lần rồi mình ăn uống gì đó mình đừng sợ cái rác, sợ gì nữa. Đây đổ xuống nè. Chắc nãy ngã cái này quá. Cái này mà có chút cho bông rồi. Bông mọi người làm có gì làm hai chậu thôi được rồi, làm chi mà quá trời. Bây giờ như là kiểu như chợ bông luôn rồi đó. Cái cốc của thầy là hai cái được một quạt một cái thôi nó gọn. Dí còn quá trời tràn lan mọi người. Còn hơn. Đến cốc thầy là mình bằng cái tâm ha. Mình đến đã lễ cái mình về được rồi mọi người, mình có bay ra nữa. Bay ra tao giết là như cái chợ luôn á. Cô chú hiểu chứ 13 đô đà là đơn giản. Thầy đâu có ăn ba cái bánh bía này đâu mà đem lại cũng bánh bía trời. Đừng có mua cái chai gì đi nữa. Chai cũng đâu có bình thường thầy cũng đâu có ăn đâu. Thấy chưa? Trời ơi thạc sống mà. Cái đó là ba sầu riêng là thầy mấy cái kiểu như ấy là thầy. Thầy lấy thầy chứ thầy đây có ai đâu mà để đây. Đó. Ăn uống rồi mình phải dẹp rồi mình đem lên cái kiếm cái gì mình để lên nè. Mỗi người một miếng là thành ở đây thành gác không luôn á. Rồi vắng rồi mọi người, mình lên trên coi coi sao. Rồi có anh mấy anh cò đất. Hả? Mới mấy người bố việc ha. Đây là mấy người bố việc. Mình tôn trọng lẫn nhau. Đó. Đó cũng có mấy anh em thì cũng xuống đây ha. Mấy cô chú anh chị cũng xuống. À, đánh lễ thầy thì xíu thì mấy cô chú anh chị cũng về rồi. Đây cái lần lên.
Có anh kia kìa. Anh còn. Chưa rồi anh, chưa. Chưa giờ nghỉ chưa rồi. Chưa rồi, người ta cũng nghỉ. Tối rồi. Cũng tại tới giờ trưa rồi, nghỉ ngơi rồi. Đâu vậy thôi em lên trên đi cho nó ăn còn ha. Trên nó khỏe cái đi ha. Bây giờ mình thấy cốc của thầy bây giờ nó đang trở lại yên tĩnh, nó đang mát mẻ quá các chị. Cái này sao cô chú coi cho anh em hiểu nha. Giờ là muốn mưa mọi người. Muốn mưa ha. Này trời chuyển mưa. Đừng có mang ho mà đừng bày ho cái gì đó. Tại vì thầy đơn giản thứ nhất với hai nó là mình về mình uống nước xong có mang vỏ chai mình mang ra xe luôn nha. Mình vứt ngoài đường cho được, đừng bỏ trước cái cốc thầy. Mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Ăn rồi quăng bỏ không à? Ăn quăng bỏ không à? Có tay luôn. Em có thể dễ cho bà con. Trong vườn của người ta mà quăng bỏ không? Tay đã dễ rồi cho vô mà giờ quăng bỏ không à? Thấy không? Uống nước xong rồi bỏ tại chỗ luôn, bó tay luôn. Nhân vlog. Ê mọi người, quá trời luôn nè. Con cốc nè. Bây giờ cô bác đang xuống nha mọi người. Gồm đây có gì ta đốt. Bây giờ phải có là cái thùng gì đó đựng á. Ở dưới nhóc dưới luôn kìa. Không uống ạ, à. YouTube không uống, cầm ra lùm luôn rồi. Không có ý thức rồi. Đúng rồi, chào cô nha. Vì là mình chưa. Cô cái gì cũng là vừa đi xuống nha. Thẳng hả cô? Thẳng dưới luôn cô ơi. Chỉ cho cô luôn nè. Đi đi đi, em chỉ cho. Đi con chỉ cho. Đi 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 bà. Đi từ từ nha, đi từ từ. Thẳng từ từ xuống thôi. Bà ở đâu vậy bà? Bà Sài Gòn. Bà Sài Gòn luôn hả? Trời ơi, bà Sài Gòn luôn. Ra hả? Cũng coi YouTube mà. Bữa nay mới ra hả bà? Quê bà Con Tum nè. Dạ ha. Trời ơi. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi, dốc quá bà. Chậm bà, chậm chậm thôi bà ơi, dốc lắm. Từ từ thôi, chậm chậm thôi. Chờ. Rồi xuống đây. Dạ. Đi từ Con Tum xuống đây. Dạ. Quá trời. Cô đỡ không bà? Hồi bữa đẹp rồi. Đi được. Dạ, mưa trời lắm cô. Đúng rồi. Cô ở đây cô hiểu ha, trời mưa là. Ừ, dân đây mà. Phải hiểu được. Đặc sản của bà cụ mưa là bà cụ ở Sài Gòn ra. Mọi người. Đó. YouTube này bá lên, bá lên. Bà tên gì? Bà tên gì? Con cháu coi nè. Thấy bà hiểu. Đó, thấy bà là hiểu ha. Rồi nay là bà nội bà ngoại đi xuống cốc thầy nha. Đi kỷ niệm các bà. Ờ, kỷ niệm. Quay kỷ niệm. Con bà bên mẹ Mỹ phải không? Rồi hôm nay là con thay bà thấy luôn. Nhìn cái biết liền. Mắt nhà nghe mà. Rồi có anh đó dẫn bà cụ xuống kìa. Ôi đi từ từ bà ơi, đó. Có cái đó mình vịn bà ơi. Vịn từ từ nha. Đi từ từ ok luôn. Bà bữa nay là bà ngoại ra thế giới luôn rồi, bà ngoại là con cháu bên bển nhìn thấy luôn. Rồi ông ngoại đâu? Ông ngoại đâu bà? Ông ngoại mất rồi. Rồi vậy ha, rồi bà ngoại quay cho bà ngoại cái này cháu bên Mỹ về coi luôn. Kiến rớt, kiến rớt. Đi kiến bà. Bà đây ngồi. Rồi để dép lên ngồi cũng được bà ơi, để dép lên vô. Không, ngồi vậy là ngồi cũng được rồi, chắc đứng. Chứ ngồi cũng được, ngồi đứng vậy cũng được. À, ngồi sợ đứng không được ha. Không, má sáng rồi đó. Má ngồi cái nó quay, má chải cái chân ra đây, má đưa. Ngồi có gì đứng không nổi đỡ lên chứ gì đâu. Có cháu mà lo gì. À. Trời ơi. Ủa mà cái này mình làm mới lại rồi hả? Đúng rồi. Cái này là ra hôm bữa là lá cho nên là. Đâu bữa thấy là khác mà, bữa đó thấy khác. Dạ đúng rồi. Hôm bữa có cây có cái miếng dán trắng ngang. Ok. Oh.
đến đi. Bữa nay bà ngoại tới đây nha, mấy cháu ở bên bển coi nha. Ừ, có bà ngoại nha. Đâu, mình ở nhà là mình thấy ai cũng tới hết. Vậy ha. Là mình nói gì chứ, trời ơi, để cho thầy tu. Vậy ha. Nhưng mà rồi mình tới về tới công tâm mình cũng hiếu kỳ, mình cũng chạy tới à. Dạ. Nó lạ dễ sợ luôn. Mình ở nhà mình cũng tức lắm chứ, mình nhiều lúc mình vô comment. Mình vô comment mình nói để cho thầy tu chứ, kéo tới đây làm chi dữ. Nhưng mà rồi mình về tới công tâm đây rồi là mình cũng yên. Mình cũng yên là từ công tâm. Rồi, 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 đã bà cụ lên luôn. À. 80 rồi mà. Dạ. 80 tuổi rồi đó. À, đó bà ngoại nè, quay cận bà ngoại nè. Con cháu con Mỹ thấy nha. À, má đứng đây. Rồi đứng làm tấm hình kỷ niệm luôn bà ngoại ơi. Đó. Ta đừng con lấy cái mũ ra cho mắt. Mắc cười chết luôn đó, ở nhà thì cũng comment chứ, nghe hay lắm đó chứ, cũng để cho thầy tu chứ tới chuyện đông dữ. Bon chen quá. Giờ mình lên về tới công tâm rồi cũng bon chen chạy tới đây cho bằng được. Rồi mà xong rồi đến con. Đó, má xong rồi tới con luôn. Tới con. Nói chung là mọi người xuống chụp hình để làm kỷ niệm cho con chị ha. Tám mấy tuổi rồi ha, chống gậy đi tới luôn à. Rồi giờ đi, đi lên nè. Rồi vô luôn, ai cũng kỷ niệm hết. Đó. Tấm để làm kỷ niệm nha. Ngàn cái số tới đó chứ đâu. Trời, có ngàn cái số luôn. Tại vì nhà gốc ở Bình Định nữa. Bình Định rồi, Bình Định, về Bình Định rồi lên công tâm. Chạy ra Bình Định, Bình Định. Bây giờ xong ở đây là chạy về Bình Định nè. Rồi, mấy cô đánh lễ nè. Cô cái gì cũng đang đánh lễ thì... Và cái xác khác rồi. Và tí nữa là nằm xác khác rồi. Nhưng mà tối thầy về đây nghỉ. Dạ không, tối thầy ăn tu được hả? Thầy đã có đây không? Tu rồi. Thầy đi rồi. Chỗ nào là nhà thầy hết. Là đó là này là thầy giả rồi. Đây chính là đây rồi đánh lễ thầy giả ăn chị ha. Ba mẹ con mình vô đây nhờ chút. À ba mẹ con vô đây đứng nhờ. Rồi đứng rồi con quay cho là thấy hết rồi. Khởi chập nè. Vô vô nè. À, vô hết gia đình kỷ niệm luôn nha. Đừng có chửi nha, đây là anh đừng có nói đàn bà mới là ham hố mới hiếu vậy. Ăn vậy luôn. Đó. Tiêu rồi, che mất tiêu. Rồi. Rồi đứng chính giữa luôn, đứng chính giữa luôn. Rồi đó. À, rồi kỷ niệm luôn nè. 1 2 3 cười. 2 3 cười luôn, cười luôn. À. Rồi kỷ niệm luôn thấy không? Rồi. Chút xíu điện cho ngoại luôn đó. Ngoại tới đây rồi thấy sao ngoại? Không, vui không, vui không? Mẹ. Vui. Bà ngoại là gốc ở công tâm đây mẹ. Dạ. Sinh dạ, ra dạ, lớn dạ. Lên công tâm, công tâm rồi bà ngoại mới đi xa. Dạ. Bây giờ mới quay về công tâm. Thấy vậy đến cũng vui. Cũng vui về. Về quê mà thấy mát mẻ. Mát mẻ ha. Không đi đâu chỗ nào mà. Nhưng mà không ngờ là đi tới được đây. Dạ. Không ngờ ha. Nghĩ là công tâm thôi mà tự nhiên là nói thôi ráng sợ, ráng. Sợ đi không nổi. Dạ. Dạ. Trời vậy mà khỏe rồi đó. Đi vậy là vui rồi đó. Tự nhiên từ Bình Định luôn. Từ Bình Định luôn. Ngày hôm qua lên ngã ba Đông Dương. Dạ. Ở đây mấy đứa đâu trên công tâm đi lên là Lào, Campuchia, Thái Lan. Ở gì Lào, Campuchia, Việt Nam. Nói chung là cái yêu mến thầy mới tới mà ở nhà mặc dù nói là để cho thầy tu nhưng mà cũng phải tới. Vui. Ở nhà comment cái năng lượng ha. Trời ơi, để cho thầy tu kéo tới đó làm chi. Yeah. Cuối cùng mình về tới đây rồi mình cũng là hiếu kỳ mình cũng chạy tới luôn. Bây giờ mình mới hiểu ha. Không, nói chung là cái buổi mà vắng rồi á, còn đi đông quá thấy cái tụi không. Mình đi vòng mình lên liền đâu có gì đâu. Đâu mình... có mấy bữa vắng rồi á là cứ giống như là sáng ra bữa ra không thấy gì, không thấy tin tức gì nữa. Không còn thấy được thầy nữa hả? Nay là 9 ngày rồi đó. Đây ổng nói chân hay nam vậy, tối trước khi mở ra coi thử tin tức thầy đâu. Thầy vô Huế rồi bị thấy thầy vô Huế rồi tức ơi là tức. Bị bất tích. Ông này là dân Quảng Trị. Dạ. Bỏ cơm luôn. Bỏ cơm luôn hả? Trời đất ơi, bỏ cơm luôn. Quê của ổng là ở ngay cái chỗ mà thầy Minh Thiện mất à. Ông này là quê dân Quảng Trị nè. Cái lúc vừa mới hai ông kia đuổi không cho ngủ á, bạn bè ổng rồi điện liên tục hỏi mày với Quảng Trị ha, chỗ mà đuổi hai thầy vô luôn.
mắc cười muốn chết luôn anh. Rồi, rồi lên từ từ bà ơi. Dạ, lên từ từ bà ơi. Rồi, dắt bà lên mới được anh Nhiêu ơi. Đi được không? Tập thể dục luôn á. Tập thể dục luôn, chị đỡ lên luôn à. Chị đỡ bà lên nha, cái gần đường cũng hơi khó đi lên dốc quá cả nhà. Ok, được tốt mà đúng không? Này cũng 80 tuổi rồi con chú anh chị ha. Nãy bà nó 8 mấy á. Chị là đi về là im rồi đó. Nó gặp đi về là khỏe á cả nhà ha. Chị gái này chơi vài bữa rồi bà. Thấy là ở gần nhà, ở gần nhà. Cái sầu riêng gần gần nhà mới của thầy. Không lên mới thở chứ. Nếu mà lên thì nó hơi mệt xíu. Thôi ta đừng nói mệt khỏe. Đến với thầy là phải khỏe, khỏe, khỏe lắm. Rất khỏe, rất khỏe luôn ơi. Mà cười quá trời cười cả nhà. Tươi lại là. Đó là đường đi ra nha, tôi kiếm chuyện ha. Chứ đường sớm giờ cũng có nhiều. Rồi vậy mình cũng ăn cơm anh em, mình chưa ăn cơm luôn mọi người. Đi kiếm cơm ăn nữa. Xin chào mọi người.